Tôi đến cái vùng làng Nũ thì thấy thực sự là rất đau xót, báo cáo với các ông chị như vậy. Hôm nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị với các bộ, ngành, địa phương bị ảnh hưởng của bão số 3 để triển khai 4 nhiệm vụ lớn, đó là khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tại hội nghị, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị thiệt mạng do bão lũ gây ra. Theo các báo cáo, bão số 3 là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông và 70 năm qua trên đất liền nước ta. Đây là cơn bão lịch sử với 7 yếu tố: cường độ lớn, tốc độ cao, phạm vi rộng, đối tượng tác động nhiều, kéo dài nhiều tiếng khi đổ bộ vào đất liền, gây mưa lũ lớn dài ngày trên diện rộng từ Thanh Hóa trở ra, gây hậu quả rất nghiêm trọng về người, tài sản, vật chất và tinh thần của nhân dân. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí và các địa phương, bây giờ chúng ta phải rà soát cái số người dân, cái số hộ gia đình bị mất nhà, không có nơi ở. Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương trên tinh thần như thế này để rà soát. Và chúng ta sẽ triển khai ngay những cái làm nhà mà lực lượng công an chúng tôi đã từng làm rất nhanh, và để làm sao đảm bảo cái cuộc sống cho người dân. Bộ Công an cũng sẵn sàng vận chuyển và cung cấp đến cho người dân mà đói mà do ảnh hưởng. Do vậy, đề nghị bổ sung cho chúng tôi gạo từ dự trữ, và anh em chúng tôi cũng sẽ chuyển đến tận tay những người dân từ cơ sở. Để báo cáo Thủ tướng cái này mới nhanh và gọn được. Chúng tôi quán triệt một cách thực hiện nghiêm cái tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đó là càng trong lúc khó khăn thì bộ đội càng phải chủ động đến với nhân dân, không được để nhân dân phải tìm đến bộ đội. Và chính vì vậy thì người giao cho các quân khu, các đơn vị đóng quân trên các địa bàn phải chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức lực lượng phương tiện để kịp thời đến để ứng phó khắc phục các hậu quả do mưa lũ gây ra. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng thì Lào Cai đã phối hợp với Quỹ Tấm Lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam đã quyết tâm tái thiết lại cái thôn Làng Nổ, và không những thế mà còn tái thiết cả cái thôn tại Nậm Tông, 15 hộ cũng bị mất hoàn toàn. Hiện nay chúng tôi cũng vẫn đang tìm kiếm. Hiện nay sáng nay thì hai máy xúc mới đi vào được đến nơi để tiếp tục tìm kiếm 8 người còn mất tích ở đó. Và chúng tôi quyết tâm làm cả hai thôn này trước 31 tháng 12 năm 2024. Tôi cũng mong muốn là các ngân hàng thương mại là có chính sách là giảm lãi suất, và các ngân hàng cho vay vốn đối với lại các hộ nuôi trồng thủy sản rồi là hộ trồng rừng. Đấy, bây giờ thì báo cáo ông chí là tất cả các hộ này bây giờ mất hết. Người vay vốn cũ cũng đã mất, bây giờ cũng không biết là lấy cái gì để mà thế chấp để mà vay vốn nữa. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tích cực chủ động tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp nhanh chóng, đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn để khắc phục hậu quả cơn bão số 3, khôi phục sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ, chia buồn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các tỉnh thành chịu ảnh hưởng của bão số 3, nhất là các gia đình có người thiệt mạng, mất tích, bị thương do bão lũ gây ra. Thủ tướng nhấn mạnh công tác phòng chống ứng phó với cơn bão được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành, các địa phương chỉ đạo quyết liệt từ sớm, từ xa, ngay từ khi bão hình thành phía đông của Philippines, cùng sự đồng lòng của nhân dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, do đây là siêu bão có cường độ rất lớn, giật cấp 17, tốc độ cao, sức tàn phá lớn, mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, nên bão số 3 và hoàn lưu bão vẫn gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Đến nay, đã có hơn 350 người thiệt mạng và mất tích, gần 2.000 người bị thương. Cơn bão này gây ra cái hậu quả rất nghiêm trọng về người, tài sản, cây trồng, vật nuôi, các hạ tầng kinh tế xã hội. Nó tác hại đến cái sản xuất, kinh doanh, rồi sinh kế của người dân, và đặc biệt là cái tâm lý của nhân dân. Tôi đến cái vùng cái làng Nũ thì thấy thực sự là rất đau xót, báo cáo với các ông chị như vậy. Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh các mục tiêu lớn, đó là không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, đói rét, thiếu nước sạch, thiếu chỗ ở, các sinh hoạt thiết yếu hàng ngày,
khẩn trương khắc phục hậu quả siêu bão hiệu quả, nhanh chóng ổn định tình hình cho nhân dân về tinh thần và vật chất, khôi phục hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiểm soát tốt lạm phát và phấn đấu tăng trưởng cả năm khoảng 7%, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân, giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Về nhiệm vụ giải pháp cấp bách, Thủ tướng yêu cầu tập trung cho công tác tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, sắp xếp chỗ ở tạm thời cho người dân mất nhà, cung cấp lương thực, thực phẩm, nước sạch, cứu chữa người bị bệnh, rà soát kiểm tra, tiếp cận bằng được những nơi bị chia cắt để hỗ trợ nhân dân, tập trung cả hệ thống chính trị dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, không để mất điện, sóng viễn thông, không để đứt gãy các dịch vụ thiết yếu, sửa chữa ngay các cơ sở y tế và giáo dục. Thủ tướng cũng chỉ rõ 8 giải pháp ổn định tình hình cho nhân dân và nhiều giải pháp khôi phục sản xuất kinh doanh. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu rà soát, đánh giá, hỗ trợ người dân về nguồn vốn, giống cây con, phân bón cho nông nghiệp, khôi phục các cơ sở dịch vụ, khôi phục sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất. Ngân hàng nghiên cứu chính sách giãn hoãn, khoanh nợ và gói lãi suất không đồng. Bộ Tài chính nghiên cứu giảm, giãn, hoãn thuế phí, lệ phí.